Còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong ta hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi duyên ta đành lỡ rồi, thôi tâm tư cạn hết lời. Mong lòng ta mang thêm nỗi niềm sâu suốt đời. Đường khuya tôi đến bước âm thầm một mình thôi. Giờ còn bài ca yêu anh viết trao ngày xưa. Vâng, và xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của Bờm Audio. Ngày hôm nay thì trở lại kênh của em thì xin phép được lên cho các bác một cái set đầu, một set combo phối ghép giữa đầu GBC EX N70 và đôi cặp loa rất nổi tiếng và rất nhiều bác đã được xem ở trên YouTube, thì đó là cặp loa Technics S-300neo. Thế thì tại sao hôm nay em lại ghép cho các bác một cái set đầu như thế này? Thì hầu hết những cái set trước đây em đã từng phối cho các bác, hầu hết là những cái phối mà về những cái combo để chơi CD. Hôm nay em sẽ cho các bác lên một cái set đồ là set đồ chơi nhạc số. Đối với bác yêu thích nhạc số thì hầu hết những bác mà yêu thích nhạc số thì các bác không còn quá xa lạ với khái niệm là Hi-Res Audio. Thì Hi-Res Audio là gì thì em cũng xin giải thích trực tiếp luôn trên cái video này. Hi-Res Audio là một cái tiêu chuẩn âm thanh dành riêng cho nhạc số, và nó là dạng định dạng mà có thể đọc được những cái file như là file FLAC hay là file FLAC đấy các bạn nhá. Bởi vì ở CD thường là sẽ đọc ở định dạng là MP3 ở đó, và khi đó là nó sẽ được nén xuống là còn 16 bit. Còn cái file của Hi-Res Audio ấy, thì nó sẽ được giải nén thành 24 bit. Do đó là nó sẽ đọc đến cái file định dạng cao hơn. Nếu mà chúng ta nén về CD thì thường nó sẽ bị nén, nó sẽ mất đi một vài cái thông tin của cái file nhạc đó khi mà ghi vào đĩa. Đấy là cái hay của Hi-Res Audio. Và Hi-Res Audio thì thường sẽ dùng cho nhạc số nhé. Thì còn trên đầu CD thì rất ít khi người ta có cái tiêu chuẩn Hi-Res Audio đấy, chỉ dùng cho nhạc số thôi. Đấy, thì hôm nay thì em sẽ phối với các bác cái combo giữa đầu đền ông ở đầu JVC EX N70 và đôi Technics Neo S300 đều đến từ thị trường Nhật các bác nhá. Hàng về thì đều khiển zin các bác nhá. Khiển zin này, điện 100V từ Nhật về. Thì em sẽ quay cho các bác xem cái hình cận cảnh của cái âm ly trước, sau đó sẽ đến đôi loa. Âm ly thì các bác có thể nhìn thấy rằng âm ly JVC EX N70 là một cái âm ly mà nhạc số rất là nhiều tính năng hay. Đầu tiên các bác có thể nhìn thấy rằng về hình thức của nó thì chúng ta có một cái phần dạng nhôm phay dạng vàng chanh các bác nhé, vàng chanh rất đẹp, và có một cái núm volume to đùng ở giữa, điểm nhấn. Thì JVC EX N70 và N50 là hai sản phẩm duy nhất của JVC trong cái phân khúc loa bằng gỗ là đạt tiêu chuẩn Hi-Res đó về nhạc số. Nhưng mà cái loa gốc của nó là loa JVC N70 thì hôm nay em đã phối ghép với một cặp loa rất là hay, đó là cặp loa Technics Neo S300, cũng là dạng loa đồng trục và chất âm rất là chi tiết. Thì đầu tiên các bạn có nhìn thấy ở mặt trước của nó có một cái nút volume tắt nguồn này, có một màn hình hiển thị cho các bác thấy rằng cái tên bài hát. Ở đây có công nghệ truyền phát không dây từ máy tính sang là công nghệ DLA và mạch là mạch diode đó. Tiếp đến các bạn riêng dòng Kenwood hay là dòng Victor hay là JVC thì sẽ thường Victor và JVC thường là sẽ có một công nghệ độc quyền là công nghệ K2 độc quyền của hãng các bác nhá. Công nghệ K2 này cho các phép các bác có thể chọn chế độ ở đây, bật này, tắt K2 này. Và đó thì cái chất âm của nó sẽ thay đổi, nó sẽ được đánh bóng cái chất âm hơn. Tức là nó sẽ ngoài cái việc giải nén chất âm thanh ra thì nó còn có khả năng là đánh bóng, tức là đưa các cái định dạng về hay hơn, chất lượng hay hơn, tức là những tiếng nhạc cụ hay là tiếng piano các thứ nó sẽ đẩy ra một cái tiếng sáng hơn. Đó là công nghệ K2 của hãng JVC Victor. Hai hãng này thì nó là cùng là một nhà máy thôi các bác nhé. JVC và Victor bây giờ đã sáp nhập vào là một rồi. Tiếp đến ở bên cạnh có một đường tay phone này, đường stop play này, đường xuộc các chế độ đầu vào, retone, phát đi phát lại và next bài. Bây giờ sẽ cho các bác xem là có những cái thiết bị gì. Con này thì có tới 2 đường USB các bác nhá. 2 đường USB, mặt trước mặt sau đều có 2 đường USB, và USB của nó có thể đọc độ ổ cứng, rất là hay. Những thiết bị mà định dạng cho nhạc số thường là đọc độ ổ cứng hết. Đấy là cái việc chúng ta có thể sử dụng những cái file nhạc, những cái ổ cứng với dung lượng khoảng tầm 1T đổ lại thì rất là tiện. Các bạn có thể vừa kết nối được nhạc vừa nghe được file nhạc rất là nhiều mà không lo phải tốn tiền mua đĩa. Đấy là cái hay của chơi nhạc số. Chơi nhạc số thì chơi nhạc CD thì nó có hay riêng của nó, nhưng chơi nhạc số thì có một cái hay đó là chúng ta rất tiết kiệm được chi phí. Bởi vì các bác chơi CD thì các bác biết rằng là cái chi phí mà chúng ta để chơi CD nhiều khi cái tiền các bác mua đĩa nó còn nhiều hơn tiền các bác mua dàn. Đấy thì cái giải pháp mà cho những bác mà các bác muốn tiết kiệm chi phí, muốn có những cái trải nghiệm riêng của mình, đó là chơi nhạc số, thì hãy quan tâm đến cái combo set này với mức giá rất là phải chăng. Cả một cái bộ JVC N70 trên đây em bán là cả một bộ là 14 triệu, bộ đẹp hơn khoảng 14,5 triệu. Đấy thì cái đó là loa zin đi kèm. Thì bây giờ các bác mua cả một cái set này. Còn cái loa Technics Neo S300 này thì em bán hàng line new, thì nó không hàng gọi là hàng đã trưng bày đã qua sử dụng ấy, hàng rất đẹp ấy, thì nó khoảng tầm 7,4 triệu, 7,5 triệu. Thì bây giờ các bác tính rằng cả một cái combo đầy đủ như thế này và mức giá của nó cho cả set đồ này đầy đủ khiển zin phụ kiện là 12 triệu. 12 triệu. Nếu bác nào quan tâm về giá cả thì em cũng sẽ thông báo luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo là những cái mà chức năng của nó. Thì có 2 đường USB mặt trước và mặt sau, một đường digital in để các bác có thể nối từ TV xuống, hay là tiếp theo một đường digital in nữa để các bác có thể lấy cái đường quang out từ đầu CD sang. Nếu bác nào muốn chơi CD thì chúng ta cũng không phải lo về cái việc là giới hạn về cái chức năng. Đã có 2 đường quang, một đường từ TV này, đường thứ hai các bác có thể nối từ CD sang, rất là tiện. Nếu bác nào muốn chơi CD thì chúng ta vẫn tận dụng được cả cái việc đó. Đấy là cái hay. Và một đường line in này thì các bác có thể chơi ghép từ CD hay là các bác cắm điện thoại vào thì cũng rất là tiện. Những thiết bị mà các bác cầm tay ấy. 2 đường line in, đó một đường network để các bác cắm dây mạng. Đấy. Thì nhìn chung là đây là một thiết bị khá là hợp lý và đầy đủ tính năng, rất là nổi trội về tính năng và cũng công năng về những cái chức năng của nó. Chất âm thì rất là hay. Khi mà em bật K2 lên này em đã thấy rằng cái sự thay đổi rõ rệt trong cái định lượng âm thanh của nó. Tiếp đến em sẽ quay cho các bác mặt sau của cái âm ly để các bác có thể hình dung rõ hơn về cái thiết bị này. Con này thì được sách tay từ Nhật về, do đó là dùng điện 100V quá nhá, điện 100V hết. Đây, điện 100V. Đó. Có một đường là đường sub out các bác nhá, em sẽ lấy lên đấy các bác xem. Đây, đường này đường sub out để các bác có thể nối thêm loa sub này. Một đường là một đường line in này và một đường line out và hai đường line in. Đấy, rồi một đường USB nữa. Một đường ở đây là một đường Coaxial này và một đường quang in. Xin lỗi các bác, đây là đường Coaxial nhé, Coaxial để các bác có thể nối thiết bị bên ngoài vào. Đấy. Cái này hay ở chỗ là các bác có thể làm cả đầu giải mã được luôn. Có được 2 đường line in và đường line out. Đường quang in đây thì các bác có thể giải mã từ TV xuống ra đường line out này để lấy sang một thiết bị khác. Thì các bác vừa có thể sử dụng âm ly này với một chức năng là nghe nhạc. Ngoài ra các bác cũng có thể là đầu giải mã được cho cái thiết bị của các bác nếu mà các bác muốn lấy tín hiệu sang thiết bị khác. Các bác nhá, đấy là điều rất hay. Và con này được sản xuất từ năm 2014 này. Về hình thức các bác hãy để cho em này. Những cái con ốc còn rất đẹp vàng. Điều đó cho thấy rằng chúng ta cái sự lão hóa về những sự oxy hóa của nó đều như không có nhiều. Các bác nhìn nhá, đấy là cái việc mà các bác có thể quan sát cũng như đánh giá về hình thức của một cái chiếc âm ly, về độ mới của nó. Còn bên cạnh đây là một đôi loa Tech S300 Neo thì nó quá nổi tiếng rồi. Loa đồng trục công suất 100W, trở kháng là 4 ohm rồi. Rất đẹp và được làm bằng gỗ thịt, bên ngoài được phủ một lớp dạng bóng màu cherry. Đầy đủ ê cang. Thì cái video này của em chủ yếu là để cho các bác, những bác mà có không gian nghe nhạc khoảng tầm 25m2 đổ lại, để các bác có sự lựa chọn. Các bác có thể bày biện ở phòng làm việc hay thậm chí là ở những phòng khách mà kích thước vừa phải, bởi vì nó đa kết nối, nó có thể tiện kết nối cả tivi, thậm chí như là nhiều thiết bị vào. Do đó là chúng ta cũng có thể sử dụng chơi nhạc nó rất là năng động và không bị hạn chế về chức năng. Đấy, các bạn có thể kết nối không dây từ máy tính sang, hoặc là các bạn có thể chơi đường USB hay ổ cứng, hay là đường line in, thậm chí là các bác có thể làm đầu giải mã luôn cũng được. Còn là giải mã 24 bit thì các bác lấy tín hiệu từ tivi xuống và xuất ra đường line out kia cũng đều ok. Đấy là việc rất là hay và Mức giá cả một cái set đồ này rất là phải chăng, chỉ có 12 triệu. Không có bao giờ các bác có thể mua được cái giá mà bộ N70 là giá dưới 13 triệu. Đấy, mà loa Technics Neo là đây là một cặp loa thưởng ấy. Loa thưởng nó rất nổi tiếng, đã được rất nhiều các bên người ta test, người ta đã review giới thiệu quá nhiều rồi. Thì các bác có thể tham khảo thêm ở trên YouTube hoặc là trên Google. Đó, thì bây giờ thì em sẽ mời các bác thưởng thức một đoạn nhạc test của cái combo này. Chết người em gái tôi thương. mình